Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Hữu Nhân. Hôm nay em đang có mặt tại vị trí là mặt tiền đường Vũ Đức nha quý vị, thuộc phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Hôm nay em giới thiệu cho quý vị một ngôi nhà mình ha. Nhà mình có thiết kế là một trệt một lầu nha quý vị, và có công năng sử dụng là một sân đậu xe và ba phòng ngủ, một phòng khách và một bếp nha, và một phòng sinh hoạt, hai toilet nha quý vị. Đây là mặt trước mặt mình là mặt tiền đường Vũ Đức ha. Ở nhà mình có diện tích là chiều ngang là 4m5 nha, và chiều dài là 20m. Thổ cư 100% nha quý vị. Đây là quang cảnh của cái đường Vũ Đức nè. Cái đường Vũ Đức mình là có lộ nhựa là 9m nha quý vị, và có cái lời là 5m nha. Và nhà đang được chào bán với giá là 3 tỷ 550 triệu nha quý vị. Đây là quang cảnh của cái đường Vũ Đức ha. Cái hướng này nè, hướng tay phải này là mình thông ra ngoài đường Long Quang Kỳ nha quý vị. Mình thông ra đường Long Quang Kỳ ha. Và mình thông ra ngoài đường Nguyễn Trung Trực được luôn nha quý vị. Còn cái hướng bên tay trái của em nè, là mình thông ra ngoài đường Lê Hồng Phong ha. Mình cách Lê Hồng Phong có khoảng 200m nha quý vị. Và mình thông ra ngoài đường Nguyễn Trung Trực và Long Quang Kỳ nha. Đây là vị trí ngôi nhà mình ha. Đây là vị trí ngôi nhà của mình nè. Nhà mình là nhà một trệt một lầu, nhà phố nha quý vị. Từ vị trí này là cách bệnh viện Đa Khoa tỉnh Kiên Giang có khoảng 50m nha quý vị. Đây là mặt tiền ngôi nhà mình ha. Trước mặt mình là có cái cổng chánh ha. Cổng hai cánh nè. Và có cái lề là 5m nè. Rồi mời quý vị vô tham quan ngôi nhà mình ha. Có cái cổng này là cái này, và cửa này là cửa kẽm nha quý vị, ốp composite ha. Đây là trước mặt mình là có một cái sân đậu xe ha. Sân này là cũng khoảng 4m nha quý vị. Bước vô thì mình có một cái cổng chánh 4 cánh ha, cái cửa 4 cánh nè. Cửa này nhôm sinh pha nha quý vị. Còn bước vô thì mình có một không gian của cái phòng khách ha. Đây là không gian của cái phòng khách nè. Có bộ ghế sofa nha quý vị. Và bên đây mình có một cái tủ để tivi ha. Đây là không gian của cái phòng khách nè. Còn chính giữa mình thì có một thiết kế một cái đèn chùm nha. Một cái trần nhà thì trần la phong thạch cao có đèn dạ nha quý vị. Nhà rất là hiện đại ha. Đèn thì đèn âm trần nha. Có cái cầu thang lên tầng 1 nha. Rồi mời quý vị vô tham quan ngôi nhà mình ha. Bước vô thì mình có một cái không gian của cái bếp nha. Và mình có một cái bàn ăn là 6 ghế nè. Tặng full nội thất luôn nha quý vị. Và bên đây là không gian của cái bếp nè. Có tủ bếp đồ đầy đủ ha. Không gian bếp mình cũng rất là rộng rãi ha. Còn chính giữa thì mình có một cái đèn thả ha. Và trần thì la phong thạch cao nha quý vị. Đèn thì đèn âm trần. Nhà thì thiết kế là mâm đúc nha quý vị. Rồi bước vô là mình có một cái toilet đầu tiên ha. Và chính giữa đây mình có một cái giếng trời nè. Đây là cái giếng trời mình lấy ánh sáng vô ha. Đây là không gian của cái giếng trời nè. Để lấy gió lấy ánh sáng vô ha. Rồi bên kế bên đây thì mình có một cái toilet số 1 ha. Toilet này rất là đẹp nha quý vị. Có vòi tắm rồi hiện đại ha. Còn gạch thì ốp tới trần nhà nha quý vị. Còn trần thì trần la phong thạch cao ha. Đây là chậu rửa mặt đồ nè, và kính ha, rất là hiện đại nha. Rồi mời quý vị vô tham quan phòng ngủ số 1 ha. Đây là không gian của cái phòng ngủ số 1 nè. Có tận giường dưới tủ luôn nha quý vị. Và có một cái bàn trang điểm ha. Tủ áo nè. Đây là không gian của cái phòng ngủ số 1 mình ha.
Và trần thì được thiết kế là được có đèn dạ và đèn âm trần ha quý vị. Không gian của phòng ngủ số 1 mình cũng rất là rộng rãi ha. Đây là mình từ hình dung em quay từ ngoài sau ra ngoài trước cho quý vị dễ hình dung nha ha. Ngôi nhà mình thiết kế rất là hiện đại nha quý vị. Nhà thì đang được chào bán với giá là 3 tỷ 550 triệu nha. Rồi mời quý vị lên tham quan tầng 1 ha. Đây là cầu thang mình lên tầng 1 nè. Cầu thang thì mặt cầu thang được ốp đá hoa cương nha quý vị. Ở đây thì tay vịn cầu thang ha. Chính giữa mình có một cái đèn hành lang ha. Rất là đẹp nha quý vị. Ở đây mình có một cái đèn âm trần rồi ha. Bước lên thì mình có một cái không gian của cái phòng ngủ số 2 nha. Đây là không gian của cái phòng ngủ số 2 nè. Và có một cái phòng sinh hoạt nha. Cái không gian này mình để phòng sinh hoạt cũng vẫn được nha quý vị. Đây là không gian của cái phòng sinh hoạt nè. Cũng rất là rộng rãi nha. Còn trần nhà đóng thật cao nè. Có đèn dạ đồ đầy đủ nha. Rất là đẹp. Bước vô nữa mình có một cái toilet số 2 nha quý vị. Đây là không gian của toilet số 2 nè. Toilet số 2 cũng có cái giò sen ha. Chậu rửa mặt, đồ kính là cũng rất là đẹp nha. Rất là hiện đại. Đây là trần nhà của cái không gian của cái toilet nha quý vị. Gạch thì ốp tới trần nhà ha. Bước vô thì mình có một cái không gian của phòng ngủ số 2. Đây là cửa phòng mình là cửa gỗ nha quý vị. Đây là không gian của phòng ngủ số 2 nè. Rất là rộng rãi. Đây là không gian phòng ngủ số 2 nha. Và cái trần nhà mình cũng có đèn dạ ha. Và trần thì trần la phong thạch cao nha quý vị. Đèn thì đèn âm trần ha. Đây là mình từ ngoài sau mình hình dung ra ngoài trước nha quý vị. Ở đây thì mình có một cái phòng sinh hoạt. Rồi đi tiếp thì mình có một cái phòng ngủ số 3 nha. Và ngoài trước thì mình có một cái không gian có phòng thờ. Đây là phòng ngủ số 3 nè. Đây là không gian của phòng ngủ số 3 nha. Phòng ngủ số 3 này cũng rất là rộng rãi ha. Phòng ngủ số 3 thì thiết kế là cũng trần la phong thạch cao nha quý vị. Và có đèn dạ. Đây là không gian của cái phòng ngủ số 3 mình ha. Nhà mình có hướng là hướng đông bắc nha quý vị. Rồi đi tiếp thì mình có một cái không gian của cái phòng thờ ha. Đây là không gian của cái phòng thờ nè. Phòng thờ mình cũng có đóng là phòng thạch cao mà đèn thì đèn âm trần nha. Đây mình có cái cửa hai cánh nè. Bước ra mình có một cái ban công nha. Cửa mình là cửa nhôm sinh pha nha quý vị. Bước ra là mình có một cái ban công rồi nhìn ra ngoài ha. Đây là không gian của ban công nè. Rất là đẹp nha. Bước ra là mình có thấy cái lộ nè ha. Mặt tiền lẩu nhựa 9 mét nha quý vị. Và có cái lề là 5 mét nha. Đây là khu vực khu dân cư này, nhà rất đông đúc nha. Có nhà biệt thự rồi đó. Rất là nhiều nhà. Khu dân cư rất là đông đúc ha. Rồi quý vị và các bạn có quan tâm đến ngôi nhà này thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Còn giá em có để trên tiêu đề đó quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video clip tiếp theo trên kênh YouTube Nhà Đất Hữu Nhân. Xin chào ạ.